dựa nó đỡ và nó nói đang đang ở trong cửa nó này giờ nó ăn cho nên là nó chẳng biết nữa này nó bơm nó xuống qua rồi thái nữa cái đầu tiên cả vệ rồi nước mặn không dám vào này cháu cơ bản nó liên quan cái sắn cháu này bà sắn cái này nó tối người bảo nhà tôi chả thấy thiếu nước vào cổ nhà nó là làm này con chưa đến khối hay làm mấy khối nước thiếu cháu này đi ra cái này là cái sáng không giải quyết được cái ông này là vấn đề mà vẫn năm lúc vẫn bị mặn. Mà không bơm. Như đang là ầu nha, nó ngăn được luôn, ngăn ngay ngoài kia được.